Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ của FC Laptop và mình là Sơn. Nếu như anh em đang học tập làm những công việc liên quan đến đồ họa 2D, 3D hay là xây dựng vân vân, hay là những cái ngành mà nó liên quan đến thiết kế nhưng mà lại thích sử dụng những chiếc máy có cái sự bền bỉ và ổn định của Dell, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đến cho anh em 3 mẫu sản phẩm. Nó có thể đáp ứng được cho anh em làm từ những công việc 2D nhẹ nhàng cho tới những cái bản 3D hay hiệu ứng kỹ xảo nặng. Vậy thì 3 mẫu sản phẩm đó là gì? Anh em hãy cùng mình đi hết trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, mẫu sản phẩm mình muốn đem đến cho anh em là một chiếc máy con chip là i7 Gen 12 và chiếc card màn hình GeForce MX570 2GB. Nó sẽ phù hợp với những anh em mà làm đồ họa 2D nhẹ nhàng hoặc những anh em mới theo học chuyên ngành thiết kế hay là kiến trúc. Cái điểm ấn tượng và đáng chú ý ở mẫu sản phẩm Dell Inspiron 5420 này chính là ở cái thân hình nhỏ gọn của nó. Nó không cồng kềnh, cũng không nặng nề, cân nặng chỉ có 1,5kg mà thôi. Các bạn sinh viên sẽ có thể là đem đi học, đi làm thêm vân vân, rất là thuận tiện. Anh em khối văn phòng hay thiết kế cũng có thể là đem máy ra bên ngoài gặp khách rất là dễ dàng. Về chất lượng build của máy này thì nó vô cùng là chắc chắn. Toàn bộ máy thì sẽ được làm từ kim loại nhôm sáng, đem lại cái sự cứng cáp, bền bỉ và sang trọng cho người sử dụng. Điểm nhấn thì sẽ đến từ cái phần giải cao su phía sau của máy. Nó được làm khá là cứng và được cách điệu bởi những cái đốm trắng nhỏ. Khi mà anh em mở máy ra thì cái phần gáy cao su này nó sẽ đẩy xuống dưới, bảo vệ phần gáy không bị chảy xước và cũng sẽ nâng đáy của máy lên một góc khoảng là 2,5 tới là 3 độ, giúp cho những cái trải nghiệm về phím hay làm việc của anh em trở nên dễ dàng. Và đến bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình là 14 inch, độ phân giải của nó là 2,2K, vô cùng là sắc nét. Giải bóc phủ màu thì sẽ lên tới là 100% RGB và độ sáng màn hình thì sẽ ở khoảng là 300 nit. Đây là những cái thông số nó quá tốt, giúp anh em có thể là cân chỉnh màu sắc cũng như làm việc ở những cái file ảnh, file in ấn một cách trực quan chính xác nhất. Thêm vào đó, với cái mật độ điểm ảnh trên những chiếc màn 2,2K này thì nó sẽ rất lớn, đem đến cho anh em một số lượng hình ảnh và cái độ chi tiết cao, phục vụ tốt anh em trong những cái nhu cầu đồ họa chỉnh sửa ảnh. Phần bàn phím ở trên chiếc 5420 này thì đem lại chúng ta những cái trải nghiệm nó rất là thoải mái. Với bộ bàn phím tiêu chuẩn, nó không có hàng phím số phụ và cái độ nải phím thì nó sẽ khoảng là 1,4 với là 1,5mm. Dell 5420 thì giúp anh em có những cái trải nghiệm về xúc giác là hoàn toàn thoải mái khi mà làm việc trên này. Touchpad phía dưới thì cũng được làm vô cùng lớn và còn được phủ lớp kính mịn, đem đến những trải nghiệm rất là mượt mà và chân chu. Nói chung thì về khoản hình ảnh và phím ở trên 5420 thì mình sẽ không có gì để chê trách cả. Ngay cả ở cái mặt hiệu năng thì nó cũng rất là đáng giá, trong khoảng là dưới 20 triệu đồng. Với con chip là i7-1255U và chiếc card GeForce MX570, Dell Inspiron 5420 thì có thể giúp anh em chạy mượt mà những tác vụ văn phòng cơ bản. Còn về những công việc liên quan đến đồ họa thì chúng ta sẽ có thể làm được ở cái mức là tầm trung. Với cắt ghép ảnh, làm banner và chỉnh sửa video ở 4K với những hiệu ứng nó không quá là phức tạp. Ngoài ra thì nó còn được hỗ trợ kèm RAM 16GB, SSD 512GB để anh em lưu trữ và chạy đa nhiệm ứng dụng một cách rất là dễ dàng. Pin thì cũng cho chúng ta sử dụng tốt với khoảng là 6 giờ đồng hồ với viên pin là 4 cell 54W. Nói chung thì ở mẫu 5420 này thì mình thấy là nó sẽ có một hiệu năng rất là ổn định để anh em làm đồ họa ở cái mức là tầm trung. Hình ảnh từ trước màn hình quá là xuất sắc rồi, không gì để chê trách cả. Trải nghiệm phím thì cũng ngon, và cả khả năng cơ động của nó nữa. Anh chị em nào mà hay phải di chuyển hay là cần một chiếc máy nhỏ gọn để duyệt file, chỉnh ảnh, làm content thì đây sẽ là một chiếc máy nó rất là phù hợp. Và tiếp theo đây thì sẽ là chiếc máy thứ hai mà mình muốn đem đến cho anh em ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Dell Inspiron 5630. Chiếc máy thì có kích thước màn nó lớn hơn, chip cũng ngon hơn và cả các màn hình cũng tốt hơn để anh em có thể làm đồ họa một cách rất là chuyên nghiệp. Với Dell Inspiron 5630 thì chúng ta sẽ có một cái thân hình tuy trông nó khá là mỏng nhưng mà kích thước thì lại lên tới là 16 inch. Đây là một chiếc máy mà có một chiếc màn to để phù hợp với những anh em mà cần một chiếc màn hình lớn giúp cung cấp tối đa thông tin về mặt hình ảnh. Với độ phân giải là Full HD cộng 1920x1200, Dell Inspiron 5630 cho chúng ta một chất lượng hình ảnh rất là tốt, vừa đủ độ sắc nét để có thể là làm việc được thuận tiện. Giải bóc phủ màu thì cũng lên tới là 100% RGB và độ sáng màn hình cũng ở là mức là 300 nit. Những cái thông số mà nó đủ ngon để chúng ta có thể là thiết kế ảnh, banner và làm đồ họa chuyên nghiệp rồi anh em ạ. Còn về cái mặt thiết kế và chất lượng build của chiếc máy này thì cũng không hề là tệ chút nào cả. Toàn bộ máy thì sẽ được phủ lên tông màu Platinum Silver và được gia cố bởi bộ vỏ nhôm rất là chắc chắn, cầm rất là đầm và sướng tay. Cân nặng thì nó sẽ vào khoảng là 1,8kg. Tuy là to và trông thì nó hơi cồng kềnh nhưng mà cân nặng thì nó vẫn rất là vừa phải. Anh em vẫn có thể cho vào ba lô hoặc là cặp sách đem đi học, đi làm rất là dễ dàng. Chỉ có điều là góc mở của chiếc Dell Inspiron 5630 này thì nó sẽ hơi hạn chế một chút.
nó chỉ mở được ở khoảng là 135 độ mà thôi anh em ạ, chứ không mở hẳn là 180 hay là gần 360, nên là anh em sẽ phải lưu ý một chút ở đây. Nhưng bù lại thì ở chiếc màn hình này thì lại được tích hợp kèm cả cảm ứng, cho phép anh em có thể là thao tác trực tiếp trên chiếc màn hình cỡ lớn này mà không cần dùng đến touchpad hay là phần bàn phím. Cũng khá là hay đúng không nào? Nếu không chạm vào thì mới đầu mình cứ tưởng nó chỉ là một chiếc màn gương thông thường mà thôi, nhưng mà khi chạm vào thì lại thấy là nó cảm ứng anh em ạ. Từ lúc rảnh anh em xem phim, lướt web, thao tác trực tiếp bằng chiếc màn này thì nó cũng rất là hay. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần hiệu năng đi. Thì ở trên chiếc 5630 này thì thay vì được trang bị con chip dòng U hay chip H thì đây nó sẽ được trang bị con chip vào dòng P. Đây là một cái dòng chip nó nằm ở giữa, được cải tiến hơn so với U nhưng mà vẫn được những cái nhân xung cao của dòng H. Về khả năng làm việc của nó thì không phải là bàn được rồi. Với 12 nhân và 16 luồng kết hợp với chiếc card màn hình RTX 2050 4GB, hiệu năng làm việc mà 5630 này đem lại chúng ta là hoàn toàn là ngon lành. Anh em có thể làm đồ họa 2D và video một cách rất là chuyên nghiệp. Ngay kể cả những cái phần mềm 3D nhẹ nó cũng chạy rất là mượt mà. RAM 16GB và SSD 1T đi kèm chiếc máy cũng là cái thứ mà giúp nó có được cái sự đa nhiệm ngon cho những công việc hàng ngày. Viên pin được trang bị theo máy thì cũng giống như ở trên chiếc 5120 là 4 cell 54W, nên là nó sẽ đáp ứng được cho anh em mà khoảng là 6 giờ đồng hồ với những tác vụ hỗn hợp. Còn về trải nghiệm về bàn phím thì nó cũng sẽ tương tự như ở mẫu 5120. Do là những cái dòng Impedance từ khoảng 2 năm trở lại đây thì nó vẫn được giữ nguyên cái kiểu thiết kế và cách làm phím như vậy. Touchpad phía bên dưới thì cũng được làm vô cùng to và cũng được phủ kính mịn, bao quanh bởi những đường cắt diamond cách điệu. Những thao tác di vuốt trên touchpad này thì nó cũng không có gì để chúng ta phải chê trách cả. Chỉ có điều là 5630 thì chúng ta sẽ không có cụm phím số đi kèm để em có thể là nhập liệu được dễ dàng. Có lẽ do đây cũng không chuyên hẳn là một chiếc máy để phục vụ những công việc văn phòng, mà nó thiên hơn về những tác vụ multimedia và làm đồ họa. Chính vì vậy mà nếu như anh em đang tìm một chiếc máy có thể chạy tốt những công việc đồ họa 2D, chỉnh sửa video chuyên nghiệp, thì 5630 sẽ là chiếc máy sáng giá ở phân khúc là dưới 19 triệu đồng. Còn về cái sản phẩm thứ ba của ngày hôm nay, nó là một sản phẩm thuộc dòng máy cao cấp của Dell, mà chắc hẳn là khi nghe đến cái tên thì ai cũng có thể là hình dung ra được. Dell XPS 9510, mẫu sản phẩm cao cấp đến từ Dell với cấu hình vượt trội hơn tất cả hai mẫu sản phẩm ở trên, với combo là i7-1180H đi kèm RAM là 16GB DDR4 và cả chiếc card RTX 3050 4GB nữa. Dell XPS 9510 giúp chúng ta có thể là chạy mượt tất cả những phần mềm đồ họa về 2D như là Photoshop, Illustrator hay dựng phim với phần mềm Premiere, DaVinci và cả những phần mềm 3D của bên xây dựng như là Revit hay là 3ds Max nữa anh em ạ. Nói chung thì với tầm giá khoảng là 30 triệu đồng thì đây sẽ là một chiếc máy nó giúp anh em chiến đồ họa rất là ngon, hỗ trợ cả khả năng nâng cấp về lâu dài của chúng ta nữa. Thêm vào đó thì ở phần hiển thị thì cũng có một cái chất lượng tốt để anh em có thể là căn chỉnh màu sắc cũng như là có được những cái không gian làm việc rất là thoải mái. 15.6 inch Full HD cộng 1920x1200 và độ sáng màn hình thì lên tới là 500 nit, giúp anh em làm việc được ở trong tất cả các môi trường, ngoài trời, văn phòng hay là quán cà phê. Giải bao phủ màu thì sẽ lên tới là 100% sRGB và đi kèm cái độ tự phản cao, hỗ trợ anh em trong việc là cân màu, làm ảnh một cách rất là chuyên nghiệp, gửi file in ấn cũng không gặp phải hiện tượng là sai lệch màu. Còn về trải nghiệm về phím thì mình thấy là nó đủ tốt. Thao tác phím thì sẽ có cảm giác là nó hơi nông một chút, nhưng được cái là nó có khoảng cách phím rất là rộng nên là chúng ta sẽ thao tác rất là thoải mái. Touchpad đi kèm thì rất là to, đến mới đến những cái trải nghiệm mượt mà trong những tác vụ hàng ngày. Viên pin mà chiếc 9510 này đang sở hữu cũng khá là lớn, với 6 cell và 86W, nó sẽ cho phép anh em sử dụng tác vụ văn phòng vào khoảng 7 đến 8 giờ đồng hồ. Còn với những tác vụ nặng nề hơn thì nó sẽ tiêu tốn lượng pin nó nhiều hơn. Về tổng thể thiết kế bên ngoài thì nó là quá cao cấp rồi, tông màu Palladium Silver, kim loại nguyên khối được cắt gọt CNC rất là tỉ mỉ. Tất cả những chi tiết này thì đều có thể cho chúng ta thấy về cái độ hoàn thiện cũng như là cái sự chỉnh chu của Dell làm cho dòng sản phẩm cao cấp này không có gì để chê ở phần thiết kế này cả. Sang trọng, cứng cáp và vô cùng là chắc chắn, chính là ba từ mà mình muốn nói ở đây. Cân nặng cho dòng sản phẩm này thì nó sẽ dừng ở cái mức là 2kg, vẫn ở cái mức bình thường để chúng ta có thể là di chuyển một cách rất là dễ dàng. Góc mở của bàn lề thì nó sẽ hơi hạn chế một chút, ở khoảng là 135 độ, chứ anh em sẽ không thể nào mở hẳn ra 180 độ được anh em nhé. Với chiếc Dell XPS 9510 này thì mình thấy là nó với cái tầm giá 30 triệu thì nó sẽ có một chất lượng build và độ bền bỉ bậc nhất rồi. Vì đây là dòng máy cao cấp nên là Dell không hề làm nó tình toàn ở một chi tiết nào cả. Tất cả thì đều được hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ. Còn về cái hiệu năng thì không bàn cãi rồi, 2D, 3D thì đều có thể là chiến tốt. Hơn nữa thì màn hình trên chiếc 9510 này cũng rất là đẹp. Tỷ lệ màn hình mới và cái viền mỏng cho chúng ta cái không gian trải nghiệm vô cùng là tốt. Pin thì có thời lượng sử dụng rất là dài,
Nên là mình nghĩ với 30 triệu đồng thì nó rất là xứng đáng anh em ạ. Và rồi ok, đó là những gì về ba mẫu sản phẩm đồ họa mà mình muốn đem đến cho anh em ngày hôm nay. Từ cấu hình cho tới những trải nghiệm về hình ảnh đều rất là ngon, hỗ trợ cả về việc nâng cấp để anh em có thể là sử dụng lâu dài. Link sản phẩm của cả ba thì mình có để ở phía dưới mô tả. Anh em có thể là click vào và tham khảo thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.